Tiếp tục với các món ăn nấu với lại nồi Instant Pot. Hôm nay mình sẽ làm món cá kho và là cá nục kho. Và hôm trước thì Vịnh Khuyên đã chia sẻ về cái nồi này rồi, nhưng mà một số các chị cũng nhắn tin rất là nhiều hỏi Vịnh Khuyên chia sẻ kỹ hơn về cái cách sử dụng nồi, đồng thời là chia sẻ cái món cá kho. Thì hôm nay mình làm cá nục kho nha. Đây là hai con cá nục mà mình đã làm sẵn rồi, sạch sẽ. Và cá nục thì hôm trước Vịnh Khuyên chia sẻ rồi cái cách làm, tức là mình sẽ cho muối đó vô trong ruột nè, vô trong bụng đó, cái mình lấy muối cái tay mình chà chà cho nó sạch, bởi vì lúc này là nó muối nó nhám đó, mình chà rất là dễ và chà hết những cái đen đen lấy ra. Đây là cái mà làm cho cá tanh, đồng thời ngay chỗ đây nó có máu bầm đó, mình cũng nhớ là chà cho sạch, không thôi là bị tanh. Và đây là cái cách mình làm cá không tanh, tức là rửa với giấm hoặc là chanh và muối. Và nếu như có rượu thì mình có thể rửa với rượu, bởi vì rượu nó có cái tính chất bay hơi đó, nó bốc lên nó làm cho những cái mùi nó cuốn theo. Và bây giờ thì cái này mình sẽ cắt ra. Thành phần nguyên liệu sẽ gồm có cá, rồi có hành lá nè, rồi mình có ớt, có tỏi. Ở đây thì mình 50g hành, khoảng 15g tỏi, rồi một trái ớt xanh, rồi ớt khô hoặc là ớt tươi cũng được, cái nào cũng được. Rồi hành lá chút xíu nữa mình nêm nha. Và cá nục này hai con là 800g. Sau khi mình làm xong thì không biết là còn bao nhiêu, nhưng mà cái này là 800g ban đầu đó. Và nếu như mà anh chị em và các bạn có cá khác mình vẫn kho được nha, chứ không phải là cá nục, cá lóc, cá trê hay là cá hồi, nói chung là bất cứ cá nào cũng được hết. Bây giờ mình sẽ cắt ra và tùy theo mình thích dài ngắn bao nhiêu thì mình sẽ cắt. Cá nục này là cá gọi là mackerel hay là mackerel. Mình khi mua đông đá để sẵn trong tủ đông, khi nào nhà mình thích ăn thì mình sẽ đem ra, mình để rã đông một lúc cho nó mềm hơi ra rồi mình đi rửa nha. Mình đừng để tan quá thì cá nó sẽ bị hư, bởi vì tan quá là vi khuẩn nó phát triển đó, nó làm cho hư. Rồi nếu như mà mình để đông á thì mình kho lúc sau nó ra nhiều nước, nó mất ngon, do đó mình sẽ để cho nó hơi đông ra thôi, khoảng 80% hoặc là 70%, rồi mình đi rửa. Và cá này bây giờ mình sẽ cắt khúc ra khoảng 5cm nha, hoặc là 4cm tùy thích. Phần tỏi mình sẽ lấy 5g. Cá nục này nó rất hợp với lại tỏi, do đó anh chị em và các bạn mình nên cho nhiều tỏi trong cái món này. Và tỏi nó cũng khử mùi tanh nữa đó. Mình có thể bằm hoặc là mình bằm nhuyễn tỏi nè, hoặc có thể đập rồi sau đó mình bằm nha. Phần ớt xanh này thì mình bằm một nửa, còn một nửa chút xíu mình cho vô sau. Hành lá mình sẽ đập dập, sau đó thì mình cắt ra. Cái này chút xíu mình cho vô sau luôn đó, cùng với lại ớt cho vô sau. Còn phần hành này thì mình sẽ cắt nhuyễn ra. Tất cả cái này mình có sẵn rồi, để qua một bên. Và bây giờ mình đi ướp cá. Nãy giờ cá cũng đã ráo nước. Và để kho cá ngon thì anh chị em và các bạn nhớ là khi mà mình cho cá vô nồi đó thì cá nó chỉ nằm một lớp ở bên dưới thôi. Lưu ý là một lớp thôi, mình đừng có để chồng chồng lên là nó mất ngon. Gia vị nêm sẽ gồm có nước mắm. Và tùy theo cái loại nước mắm để mà kho thì mình nên sử dụng cái nước mắm mà có độ đạm thấp á. Còn nếu mà mình ăn bình thường thì sử dụng cái nước mắm có độ đạm cao. Anh chị em và các bạn lưu ý cái phần nước mắm kho thì cái độ đạm cao nó lại không ngon. Do đó mình mua cái loại thấp thôi, nó vừa rẻ tiền mà kho lại ngon nữa. 3 muỗng canh như vậy, tức là khoảng là từ 25 cho đến 30ml, bởi vì cái muỗng canh này nó nhỏ. Và 10g đường cát vàng. Để kho cá ngon thì mình nên sử dụng đường cát vàng nha. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Cái này tùy thích, mình có ăn thì cho vô. Tiếp theo là cho tiêu. Và bột ngọt mình không thích thì mình không cho vào nha. Và 1/4 muỗng cà phê muối. Sau đó thì phần gia vị này mình sẽ ướp vào trong cá. Và nếu như mình thích ướp lâu thì cũng có thể ướp lâu được luôn nha. Mình nên pha bên ngoài, sau đó mình cho vô thì nó sẽ đều hơn đó.
Nhưng mà trong lúc ướp này, mình Khuyên sẽ nói sơ về cái nồi, bởi vì hôm trước có một số chị muốn mình Khuyên chia sẻ cái cách sử dụng nồi, về cái cách mà xả van. Trước tiên là mình Khuyên nói về cách vệ sinh cái nắp nồi. Nồi có an toàn hay không phụ thuộc rất là lớn ở cái nắp này, bởi vì đây là cái bộ phận để mà giữ an toàn. Khi mà nhiệt nó đạt đủ đó, thì áp suất nó đủ, thì lúc đó cái van nó phải bật lên. Nếu như mà nó dơ thì van không bật. Van tức là cái này, nó phải bật lên. Nếu mà van không bật mà nhiệt cung cấp hoài luôn thì lúc đó bắt buộc phải nổ. Mà tại sao mà cái van nó không bật là do dơ? Thì cái cách vệ sinh cái nắp nồi như sau. Trước tiên là mình cái nồi của mình nấu xong, cái mình thấy dơ, mình sẽ cứ khoảng 2 ngày hai lần nấu đó thì mình sẽ mở cái nắp này ra nè, hoặc là mỗi lần nấu xong mình mở ra, mở rất là nhẹ. Cái cách mở như sau, hồi trước mình Khuyên không có biết thì sử dụng sức rất là nhiều, khó mở. Anh chị em và các bạn sẽ để cái ngón cái vô nè, cái mình để cái ngón trỏ vô đây, mình đẩy lên như vậy nè, nó lên rất là dễ. Còn hồi trước mình không có biết, mình kéo kéo nó không có ra, là để vô nè đó. Mình lấy cái nắp này ra nha, rồi cái đầu mình rửa, mình rửa cho sạch ở bộ phận này. Đây là một bộ phận nè. Rồi trước đó là trước tiên, rồi sau đó mình rửa cho sạch những cái này. Đồng thời mình tháo cả cái van này ra luôn. Van mình tháo ra. Gỡ cái van ra nha. Như vậy. Mình gỡ hết ra. Mình tháo cái van này ra rồi xong, mình rửa cho thật là sạch cái van, bởi vì van này rất là quan trọng. Nếu như không rửa sạch hoặc là van giãn nở thì nó làm cho nổ. Bởi vì sao, là van này là cái van mà đậy kín á. Và khi mà mình tháo ra như thế nào thì mình lắp lại như vậy. Và cái mà để mà nhận biết dễ nhất, tức là ở đây nó có hàng chữ nè, mình để nó xuống dưới. Anh chị em và các bạn lưu ý, hàng chữ thì mình để xuống dưới luôn. Rồi mình gắn lại, gắn vô bình thường. Sau khi mình rửa sạch, lưu ý là cái van và cái rang hay là cái cao su này nè rất là quan trọng. Nếu như mà mình không lắp kỹ, không lắp đúng thì sẽ nổ nồi. Nổ là do mình sử dụng không có đúng đó. Còn nếu mình sử dụng đúng thì không có bị gì hết, bởi vì mình Khuyên sử dụng nồi áp suất mười mấy năm rồi. Và an toàn khi mà mình tuân thủ đúng, tức là trước khi nấu phải dùng tay kiểm tra xem cái van nó có vô đúng cái khớp không. Có bạn hỏi mình Khuyên hôm trước, bạn Lê Nè Trương, bạn hỏi mình Khuyên là cái cách vệ sinh nồi đó. Hôm nay mình Khuyên chia sẻ. Và mình nhớ rửa, cũng phải rửa luôn cả cái này, tức là tháo cái này ra nha. Đây là cái nắp nè, mình tháo mình rửa cho nó sạch luôn, rồi đậy lại bình thường. Đây là cái nắp nồi trước, rồi về cái nồi nha. Cách sử dụng nồi thì hôm trước mình Khuyên cũng có chia sẻ sơ sơ rồi, nhưng mà hôm nay chia sẻ kỹ hơn. Tức là đây là có những cái chế độ nấu, thì người ta sẽ cài đặt những cái chế độ theo cái hướng dẫn sử dụng trong sách. Nhưng mà cái chế độ đó thì dành cho những cái món ăn của người nước ngoài, món Tây đó. Chỉ có những cái mà như là súp nè, hoặc là thịt dạng như giống như thịt kho Việt Nam mình luôn đó. Rồi những cái chế độ nấu đậu, nấu này kia. Nhưng mà thực ra là nấu mềm lắm, nếu như mình theo cái thời gian mà người ta cài đặt. Do vậy mà với những món khác nhau thì mình Khuyên sẽ chia sẻ lần lượt. Ví dụ như là thịt kho, cá kho, rồi những cái món nấu đậu, nấu nói chung là bò kho hay bún bò hay là hủ tiếu, mình Khuyên sẽ lần lượt chia sẻ phở nữa. Chứ không phải là mình áp dụng theo cái nồi cài đặt là được. Do đó mà người ta có những cái nút cho mình nè, để chỉnh thời gian nè. Và người ta sẽ cho mình nấu theo cái chế độ là áp suất thấp nè, trung bình nè, rồi đến cao. Và thời gian là chỉnh, trừ, cộng, tức là hạ xuống và tăng lên. Đây là rồi có chế độ giữ ấm, rồi có chế độ nấu những cái này trên đây. Nhìn thấy là nấu cơm được nè. Có bạn hỏi mình Khuyên thì nấu cơm là sử dụng cái nắp nào. Thì nấu cơm vẫn sử dụng cái nắp theo cái nồi này. Ngoài ra cái nồi này có nơi bán sẽ kèm theo một cái nắp, nhưng mà cái nắp đó thì mình mua riêng. Ở châu Âu thì không có bán kèm cái nắp đó đâu.
Ở Pháp thì như có là thêm một cái nắp giống như cái nắp nồi cơm bình thường của mình vậy đó. Cái sau khi mình nấu xong mình đậy, và cái nắp này nó bán khoảng 30 euro, rất là mắc. Bởi vì sao, là mình mua ở bên ngoài rất là khó, 23 cm đường kính tìm không có ra, do đó mà mình phải mua cái theo cái này luôn thì 30 euro. Cái đó là giá mà mình khuyên mua ở Đức đó. Còn không biết ở anh chị em và các bạn ở các nước khác thì mình mua như thế nào, có kèm theo hay không, cũng như là giá bao nhiêu. Rồi bây giờ nói về cái chức năng nấu của cái nồi này. Ở đây là chế độ nấu súp, nấu thịt, những cái món thịt như mình muốn kho hay là hầm đó. Rồi nấu đậu, nấu gà, vịt, rồi nấu chậm, rồi nấu mà dạng xào hoặc là chiên, áp chảo đó. Rồi nấu cơm, nấu đậu, đậu các loại luôn. Rồi nấu cháo nè, nấu hơi hay là hấp hơi, làm giò. Và rồi của mình khuyên thì anh chị em và các bạn sẽ nhìn thấy là pressure cook. Nhưng mà với một số nồi khác đó thì sẽ ghi là manual. Manual thì nó tương đương với lại pressure cook luôn đó. Hôm trước mình khuyên đã chia sẻ cái nấu đậu này rồi nè, trong bánh chưng nè, nấu cháo cũng có nấu cháo gạo lứt nè, rồi nấu hơi thì mình nấu xôi, rồi vài hôm nữa sẽ chia sẻ làm da ua, rồi sẽ làm những cái món nấu slow cook, nấu chậm. Và hôm nay mình sẽ kho cá. Và nếu như anh chị em và các bạn nào mình có những câu hỏi có liên quan đến cái nồi này thì mình khuyên sẽ chia sẻ nhiều nữa khi mà được hỏi nha. Bởi vì hiện tại bây giờ mình cũng không biết là anh chị em và các bạn sẽ đang gặp cái vấn đề gì với cái nồi này đó. Thì cái chế độ nấu theo như hướng dẫn sử dụng thì nó sẽ không phù hợp với lại món ăn của người Việt. Do đó lần lượt mình khuyên sẽ chia sẻ các món phở bò, bún bò, bò kho, tất cả những món nấu với cái nồi này rất là nhanh và tiện lợi, sạch sẽ nữa. Và mình không có phải đứng mình canh, đồng thời là tiết kiệm điện, rất là đặc biệt là tiết kiệm điện đó. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với lại món cá kho nha. Trước tiên mình sẽ cắm điện. Màn hình hiện lên chữ off. Nếu như màn hình không hiện lên chữ off thì lưu ý mình sẽ nhìn vào cái chỗ này, tức là cái chỗ mà gắn cái điện này vô nè, nó cứ cứng hay không, nếu không là do nó rơi ra đó, còn không là bắt buộc nó phải hiện lên chữ off nha. Mình khuyên cho một muỗng canh dầu ăn nha. Và mình sẽ bấm vào cái nút cuối cùng, xào hay là chiên rán đó, để mình làm cái nước màu. Và tùy theo mình thích chọn less hay là normal hay là more. Đây là cái thời gian mà mình khuyên tự cài đặt, chứ không phải là theo cái nồi này. Theo cái nồi thì người ta sẽ cài đặt khác. Bây giờ mình sẽ chọn tùy theo, ví dụ mình muốn less, mình muốn cho nó tăng thời gian lên 10 phút thì mình để 10 phút. Cái này là tùy. Nếu như mình làm chưa đủ thời gian thì mình tăng lên. Còn nếu như mình làm mà dư thời gian quá thì mình cancel, tức là mình hủy thì nó tắt. Do đó cái thời gian mà để mình xào đó không có quan tâm lắm, chỉ là bấm bao nhiêu cũng được. Và nếu muốn cho nó nấu nhanh, xào sôi 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 lên đó thì sẽ bấm tăng tăng dần. Bây giờ mình để cho nó sôi nhẹ thì mình sẽ bấm less thôi, và on nổi lên, tức là bắt đầu nó nấu đó. 15 gram đường. Nếu như mà mình có màu sẵn thì mình ướp vô cá luôn, không cần làm nha. Và mình chờ từ từ cho nồi nó nấu. Và cái nồi này nếu như mình không có cái nắp đậy lên thì nó đóng vai trò giống như là một cái nồi nấu thông thường bình thường của mình. Còn nếu như mình có cái nắp đậy lên thì lúc đó nó trở thành cái nồi áp suất. Tức là khi mà đủ cái áp suất ở trong nồi thì van bật lên, và lúc đó thì tùy theo cái chế độ cài đặt chỉnh thời gian của mình đó thì nồi nó sẽ tắt. Và bây giờ cứ tiếp tục chờ. Cái giai đoạn này mình nấu nó hơi lâu. Bởi vì là giai đoạn đầu tiên thì nó mới bắt đầu nó cung cấp nhiệt đó, cung cấp cho cái nồi. Rồi chờ cái nồi nó nóng hẳn lên rồi thì bắt đầu nó mới chảy cái đường ra. Do đó ban đầu mình sẽ chờ hơi lâu một chút. Từ từ mình sẽ thấy đường chảy ra nè. Rồi mình phải canh. Mình canh đến khi mình nhìn thấy là được thì mình tắt liền cái lửa, hoặc là có thể mình nhấc cái nồi lên. Và mình sẽ đảo
Giai đoạn này sẽ hơi lâu bởi vì là cái nồi nó bắt đầu nó làm nóng đó, và khi nấu cái màu trong cái nồi này thì anh chị em và các bạn phải canh nha, cẩn thận, bởi vì nó rất là nhanh luôn. Khi mà bắt đầu, khi mình nhìn mình thấy cái màu nó lên nè là bắt đầu mình lập tức tắt. Và nếu như mà mình để nó nóng quá là màu nó sẽ bị đen. Rồi, bây giờ nó được rồi nè, mình sẽ cho màu vô. À, mình sẽ cho hành với tỏi. Khói mịt mù luôn, hơi nước đó. Và bây giờ tiếp tục mình bấm salter lên nữa nha. Bấm lên để cho nó nấu tiếp. Bây giờ nhìn vào mình thấy cái màu nó đẹp nè. Nhìn vô mình thấy cái màu nó đẹp nè. Và mình đảo tiếp cho cái hành với lại tỏi nó thơm. Kho cá hay là kho thịt, cái giai đoạn mà làm màu rất là quan trọng. Và bây giờ thì nhìn vô mình thấy cái màu nó đẹp và nó đạt rồi nè, nó nâu nâu một cánh gián đó, thì sẽ cho cá vô. Mình nấu bằng cái nồi này nó có cái lợi điểm đó là nhà mình sẽ không có bị hôi, bởi vì ở bên này là những cái mùi nước mắm đó nó bay, nó bám vào tường nhà, do là ở đây là nhà kính, nó không có giống như là Việt Nam mình là nhà mở cửa tung ra. Ở đây là mùa lạnh, mùa đông đó, nhà mình không có mở bởi vì nó rất là lạnh. Bên ngoài khoảng âm mười mấy độ luôn đó. Khi mình cho vô mình thấy nó là một lớp bên dưới nè. Khi mình cho vô mình sẽ thấy cá nó nằm một lớp bên dưới. Mình để khoảng 2 phút, sau đó mình lật lại để cho màu nó đẹp á. Đó, bây giờ màu nó đẹp lên nè. Cũng giống như là mình kho ở ngoài nồi bình thường bên ngoài. Nhưng mà cái nồi này nó khác ở chỗ là mình kho nhanh hơn, đồng thời mình đóng nắp để cho nó không có hôi đó. Đó, màu nó lên đẹp chưa. Sau khi mình lật lại rồi, mình sẽ nấu thêm khoảng 2 phút. Rồi mình cho cái phần nước vô nha. Nước ướp đó, mình vẫn chưa cho lúc này. Và sau khi được 2 phút thì mặt cá bên dưới nó cũng sẽ nâu rồi, thì mình cho cái nước ướp vô. Nếu như mà mình có nước dừa thì cho nước dừa, không thì sẽ cho nước sôi 1 cốc 250ml nha. Khi mình cho cái nước nóng vô đó thì cá nó sẽ không tanh. Và lúc này mình nhìn thấy cá nó hơi như vậy đó là vừa. Cái chế độ mà nấu 10 phút của mình khuyên đó vẫn chưa xong. Nhưng mà bây giờ thì mình cần nấu áp suất để cho nó chín. Đậy nắp lại để cho nó không có hôi nữa nha. Nếu như mà mình để cái chế độ này mình nấu thì mình không có được đậy nắp, do đó mình phải tắt đi, tức là cancel. Chuyển qua chế độ mid. Nếu như mình muốn cá mình kho sôi nhẹ nhẹ thì để less, thêm một chút là normal, và thêm một chút nữa là more là nó sôi đùng đùng đó. Nhưng mà kho cá thì sẽ chọn less và thời gian là 0 phút. Anh chị em và các bạn sẽ để ý là mình khuyên để 0 phút. 0 phút này thực ra là không phải là mình không kho phút nào, mà cái 0 phút này nó sẽ được tính từ lúc cái van áp suất đó, nó bật lên, cái van khóa nắp nồi bật lên, thì lúc đó nó mới bắt đầu tính. Bây giờ mình nhìn mình thấy EC, tức là lỗi. Lỗi là tại sao lỗi? Là do mình chưa có đậy cái nắp nồi. Chế độ này là chế độ bắt buộc có nắp nồi. Rồi khi mà mình đậy lên thì nó không có kêu nữa. Và nó on nè. Và tiếp tục nó nấu. Thì muốn cho cái van nổi lên, mình phải để về ceiling, tức là khóa van lại nha. Và bây giờ để im ở đây chút xíu nữa mình quay lại. Và phải sau 12 phút thì cái van này nó mới bật lên đó. Và nồi vẫn chưa tính giờ. Và 2 phút sau thì bắt đầu mình mới thấy L00 nổi lên. Và tức là lúc này là nồi nó sẽ không nấu nữa, mình sẽ nó hạ nhiệt từ từ đó. Và tính theo như thế này là cá trong nồi mình đã nấu được 12 phút. Và mình tiếp tục chờ. Và khi L010 vừa lên thì mình khuyên đã thấy cái này nó sụp xuống.
tức là sau 10 phút thì cái này nó sụp xuống đó. Mình khuyên hay nấu cái chế độ này để tiết kiệm điện, vì mình không có muốn mình nấu mà sau đó mình phải xả van, nó hao điện và đồng thời nó hôi nhà. Rồi bây giờ mở nha. Anh L 10 phút là mở được rồi đó. Van hạ là mình mở. Bây giờ cá nó đang cũng còn hơi sôi sôi trong đây nè. Nhìn mình thấy cái màu nó hấp dẫn chưa? Da nó chín mềm rồi đó. Mình lật lại nè, mình thấy bên dưới cái kho cá trong cái nồi này đặc biệt là nó không có nát. Anh em và các bạn thấy nó chín mềm luôn nhưng mà nó không nát, giống hôm trước mình kho thịt nè, cũng như là mình kho chân giò heo nữa đó. Rồi bên dưới đẹp chưa? Cái màu cá rất là đẹp luôn. Mà bây giờ thì cá mình đã xong, mà nếu như mình muốn mà mình ăn cạn nước đó thì sẽ áp dụng cái chế độ salted. Nhưng mà mình muốn cá kho cho có nước như vậy nè, để mình chan cùng với cơm đó, thì mình để luôn. Bởi vì cá đã thực sự rất là mềm luôn. Nó mềm, thật là mềm luôn, nhưng mà hoàn toàn không bị nát. Anh chị em và các bạn sẽ thấy là cá kho hay là thịt kho, đặc biệt là trong cái nồi này, thì nó sẽ không bị nát. Đó, cái màu nó đẹp chưa? Nâu, cánh gián lên. Và bây giờ mình sẽ cho hành lá nè, cho thớt lên, có thể cho thêm tiêu, là mình xong cái món cá kho. Mình sẽ cho thêm tiêu nữa nè. Và nồi cá kho của Bình Khuyên đã xong rồi, màu sắc rất là đẹp luôn. Bình Khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn nấu thành công món cá kho này. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới.